Hiện tại thì cua sẽ livestream vào các ngày 2/4/6 game Liên Quân và 3/5/7 game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile ở LNB TV. Những anh em nào mà chưa biết cua là chim bắt đầu, anh em có thể vào cái kênh LNB TV và đăng ký nha anh em ơi. Ôi có tim luôn. Cẩn thận anh em. Dưới đây có nha. Tập trung góc xích xuống nè anh em. À, rồi quyết định. Cẩn thận nha, tay kiếm nha. Alo nghe không anh em ơi? Nghe. Rồi. Ở dưới có tiệm dao nó ở bên kia dưới. Ok. Bên trái có tiệm hay thủy. Rồi đặt cái hồi báo đặt tiền hồi báo anh em ơi. Quấn được bên mình. Bút ba. Ôi ông bút ba chạy ổng ơi. Thì ổng yếu máu hơn ông mà. Nó qua kìa. Ê. Nó chạy. Ê coi chừng kéo người qua nha. Canh chạy nha. Thôi mua con ngựa chứ cái này. Mua kiếp con ngựa. Qua trái không? Bên trái có hai con hải thủy nè. Từ mua đồ nè. Đây. Chạy nhanh, giống ơi. Chạy. Ơi nó lướt nha. Cẩn thận. Nó lóc nó nhóc à, nó lóc. Chạy lên trên, lên trên luôn. Chạy luôn à. Ê, vòng qua này báo cho anh giống ấy. Không rồi, lên cây. Bẫy hết rồi. Ôi, tiệm đó đi quét căng nha. Tôi chẳng lên thương nhiên. Xem nó ở bẫy vậy sao á. Từ để tôi lên trên. Trên có ngô độc nha. Một ngô độc ăn được một kích để đây nè. Chính là ổn rồi, chính là không có ai nha. Rồi lên chính này, từ mua cái kiếm nè. Lên chính đầu tượng luôn. Chính thương chưa? 25 có tim nha, con ngồi đọc á. Quýnh hoạt, ê. Ê, cẩn thận nha. Nè, chạy anh ơi, anh Dũng ơi, chạy anh ơi, cẩn thận anh ơi. Chạy đi. Ui. Ê, dưới có tem. Con người nha, cẩn thận. Tôi chạy rồi. Ôi phải thì Nó up lên thương nhân luôn á. Ôi. Do cái pha đó ông lên. Cái pha đó mình không đụng máu hả ta? Ở pha đó không đụng máu hả anh em? Dưới trống rồi, dưới trống rồi sao? Tên tiêu dao nó ra rồi. Ok. Ý là pha đó là không bút máu kịp hả? Không báo kịp luôn, nó chết luôn. Ghê thiệt. Ôi. Gì các bạn căng với ba. Các bạn đừng nói ông Quang Phạm nha. Cái tem mình không có người tăng. Ừ, không. Ai người chạy. Ôi. Đừng, không được. Không bỏ vào đây chưa. Dưới luôn. Căng gì hả? Bây giờ hình như là dính được cây hay sao ta? Giết nữa. Chạy thôi, làm gì cần thế. Tôi bị dính tuyệt cây hay sao? Chơi chịu không được nhé. Nhà mì tiêm dao. Vậy là hai tiêm khác rồi em ơi. Dương môn.
Dùng môn. Không được, không được anh em ơi. Con tiêu dao mà, xử tôi chết á. Giờ cắm đầu farm thôi nè. Mã rươi các kiểu. Kiếm cái bí kíp chung thôi. Có tiêu dao nè. Cục luôn. Ngami. Ồ, nhiều tiêu dao Ngami với ta. Phải mấy cha. Bộ kích nè, ngon. Đó hết rồi. Chạy hết rồi. Như môn cái kiểu à, từ dao kìa đứng im kìa. Ờ cái mic ông nhỏ xíu à, ông Tokoda ơi. Mic ông nhỏ xíu tôi nghe được. Ông có tiền ông bắn tôi biết đây Tokoda. Giao nồi luôn. Mở rương cái mở rương lên đi kiếp coi. Lên thôi ngọc chiếc. Chấp dính điểm mặt. Ok. Kiếm tìm treo chơi thôi. Nghe được chị coi. Ok anh em. Giờ to được không? Ok. Nãy nghe nhỏ xíu tôi nghe được gì. Tôi nghe ê ê ê ê có ông. Thôi ơi không có treo ông ơi, toàn đánh tay không á. Tiêu dao nồi luôn kìa. Tuần thấy dữ không á, giờ tuần thấy dữ không á. Ờ tiêu, tiêu dao mày nói sao không? Con có 7 con. 7 con. 7 con. Có con là mày nó đứng bảo kê tiêu dao. Tiêu dao nó đứng rồi sao á. Đánh được không? Con không tiêu dao nó còn không? Đánh được không? Tiêu dao nó chạy rồi kìa. Tôi thấy nó chạy được rồi. Tuần thấy nữa kìa. Ôi tiêu dao đông lắm thế ba. Tiêu dao lắm thế. Đấy con coi. Rồi, mấy bên ngoài nó chạy được đúng không? 10 tem mà sao đông thế. Ngáo rồi, ngáo rồi. Chạy đông. Rồi thường nhân bên cánh đó luôn. Phải. Thôi, farm thôi. Mở rương anh em ơi. Ờ, phà mở rương. Ồ, nó đam to ha. Đam kinh thiệt đam, đá. Có một kích sướng này. Rương coi. Rương hả? À? Ok. Một tên chết. Một tên chết rồi cả. Tên treo chết rồi. Nhà mở rương thôi. Thành công. Đó, xuống dưới thì dài dòng vô bên trong thôi coi. Ừ, chắc vậy quá. Khu vực bên kia là khu vực cấm. Không có qua được. Không mua được bí kíp luôn. Giờ tôi chạy qua mua hai cuốn bí kíp kia là vuốt ngon này. Đủ rồi nè, phụ bí kíp nè. Đi mở rương cái. Hồi nãy nghe mày bút mà bút cũng không kịp luôn. Tôi thấy anh gì đó, anh Dũng ổng búp không kịp luôn. Ông bị rớt vô thân nhân nguy hiểm lắm. Có chơi. Một cái nè. Rồi đứng giúp mấy cái mở rương lại. Ok. Kiếm bao kích đây. Rương hoài nha ba. Già quá. Tiền nhiều quá đó. Miếng làm gì. Gan. Ơi gan hồi chết nè. Lâm rương cho cố vô gà chết. Thôi mở rương xong chạy ra ngoài. Một bí kíp nè. Full bí kíp nè. Còn 8 tên rồi. Ôi bảo kích luôn nè. Quấn lộn, ê, quấn lộn, ê, 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 một thằng ê, gì? Ê,
quánh được, quánh được, quánh được, quánh được, quánh luôn, quánh luôn, quánh luôn. Một thằng. Rồi, bỏ đi. Định thân rồi. Bỏ. Nó định thân rồi. Nó hồi lóc rồi đó nha. Bỏ coi. Ok ok. Phía sau có cái bàn gần chết nữa nha. Ok ok. Được một á. Có đồ. Từ từ. Đừng đổ cái. Có rừng. Ôi. Ơi à, nó có bộ kích đúng không? Ờ tiêu dao có bộ kích đó, nó lóc con chết thì có. Ờ. Tiêu dao này treo rồi. Có. Chết hết. Nó giết. Tiêu dao nó có lại. Có tiêu dao nó xuống nè. Tiêu dao bảy á. Ok ok. Ui, tiêu dao với ui. Tiêu dao với vỏ đen nè. Bỏ. Không giết được tiêu dao thôi. Cái này không còn chiêu. Áo từ trên chưa mở nè. Ừ, lơ mơ nó trên á. Ê có. Ê. Thử. Ui ông giờ trầm rồi, trầm cuối rồi. Trầm cuối. Để thiên vương lại. Ừ, để thiên vương lại. Còn hai tiêu dao. Chạm dọc kiếm rồi. Con tên lẻ không ông ơi. Sao hồi nãy con cung lôn hả ta? Cung lôn tiêu dao hay sao? Cung lôn tiêu dao. Thôi mở rương qua. Kệ nó hay sao? Hãy ý. Ui trời. Phá trầm luôn. Ê ngủ đông, ngủ đông. Chưa chơi được. Bỏ. Rồi qua không, được. Ngủ, lì. Ê. Máu nè, thiên dương. Máu. Còn thằng nữa, không biết nào. Không biết nào luôn. Đi mở rừng. Rừng này còn tiếp dao mà. Ờ, tôi cũng sợ nha. Phải ăn đầy máu cho nó chắc không? Để mất tâm nó lóc chết á. Đúng rồi. À, không phải 8-900 rồi. Gần triệu rồi. Ôi sao bị tầng phới à? Ủa nó đâu ta? Chạy hết trơn hả? Mở rương bên kia. Không thấy luôn. Chạy kiếm đồ ăn quá. Còn 3 tem à? Ừ. Vậy không, là ngũ độc kia chắc bị thiệt rồi quá. Ngũ độc tôi giết rồi. Vậy là con thiên vương với lại con gì đó? Không biết nữa. Rương đi đưa vào. Thôi giờ ăn rương thôi. Chạy. Ba nhiều rương lắm. Ờ quá trời rương. Dạ ăn mấy cục lẻ chứ khác. Còn tiêu dao mà. Ê còn tiêu dao hay căng nha. Tiêu dao đến thiên dương tử nha. Dao rồi nó kìa. Vô tới tay nó gần. Kìa. Đó. Rồi. Ê. Quất được. Nó hết nó kêu. Hết chưa. Chết rồi. Chạy nó chạy. Chạy bỏ kịch. Mỹ thiên à. Có máu không? Có máu. Ồ. Tiêu dao ơi, tiêu dao biết ăn đồ nha. Bây giờ ông phải lùa nó để cho nó yếu máu cho thiên vương nó hốt. Đúng rồi, phải vậy quá. Bỏ thiên vương luôn. Nhưng mà nó lợi hơn tôi cái nó có kéo lóc tôi một cái nữa. Căng ha. Xong cái này hay căng á. Giờ nó mua đồ nó lên cho một thằng chí tôn. Ờ, chí tôn rồi kìa. Chí tôn mà thằng tôi sợ nó ăn một kích nó lóc con một cái chết luôn. Ừ đúng rồi. Tôm tiếp theo nó là khôn nó lên hát để đây đây. Thôi cầm bạn ấy đâu thì chơi bạn ấy thôi. Nếu nó biết chơi nó không lên hát là ông dễ nguy. Mình kế nó thôi.
là cái này là trên cái. Bây giờ phải xử nó cái không rồi. Là cái này là cái, là cái này là cái. Ê ê. Rồi bước né nè. Ui. Nó thám được. Ui. Rồi nó chạy bị dí luôn, dí sát hết luôn. Nó con né. Ơi, Thiên Dương bệnh này. Ê, chết quang hiểu ba. Thiên Dương bệnh. Thiên Dương nãy bệnh thiệt chứ. Trời ơi, thằng bệnh Thiên Dương. Nó bất tử, nó có quần. Bệnh Thiên Dương này. Ô bản đồ. Ơi. Làm bể quá ha. Thôi là giết Tiêu Dao được rồi. Thằng bệnh Thiên Dương này. Thiệt, không muốn giết thằng Thiên Dương. Thôi tôi giết nãy giờ đi. Thôi mà thôi bỏ ra quay chạy cái bộ cách quay. Từ từ tôi farm tí máu nữa, thằng kia giờ đã mạnh lắm, tôi phải farm đầy máu. Thủ Thiên Vương là cái quái. Vương chạy như không biết khâu. Thiên Vương không biết khâu chạy dưới. Thiên Dương cũng chết đoạn cái kiểu. Ê, tui giao kìa, tui giao kìa. Thầy là kiếm đồ thôi. Hai chiều này tôi hồi lẻ thì chưa được. Bất tử quân lên quốc đó đã chút lại kéo mà nó không dám đâu mặt với mình luôn á, nó không dám nó chơi mình luôn, nó cứ câu kéo rồi để cho mình yếu máu rồi. Nó có quần ôi được. Hình như lắp nó còn hồi rồi không ạ? Ừ rồi. Thiên Dương phải. Hết chịu. Và nãy không up được nó, tiếc quá. Thiên Dương phá đám rồi. Chó Thiên Dương. Khốn nạn, Thiên Dương khốn nạn. Nãy giờ kiếm ra bộ kích luôn không? Mình không có thì nó cũng không có thôi. Mình nó đang chết. Ổ tượng đi kiếm bầu một cách chắc nó gì tấn công thì ăn rồi mà ổ tượng. Có quần gì đi quốc. Có chắc mình chính luôn. Chắc vậy. Ê nó lên. Ơi con chuột của tôi. Nó qua lại nha. Không bị giữ nè. Ê nó máu rồi. Rồi hay quá. Chỉ xác nó luôn. Xếp được nó dưới dưới đây nó chào vào phải chạy bà nội Thiên Vương kia không dám màu tự luôn ba phải thì nó bên phải mình bên trái mình. Ê. Ôi bảo kích luôn. Ôi hết combo rồi, giết luôn. Bọc kích. Rồi. Cái gì? Chỉ xác luôn. Nào bên phải. Giết luôn không cho chạy luôn. Ôi chung quỷ. Thôi đi giờ. Thôi chịu thôi, cho đi giữ nữa kìa. Má ơi, sao nhân phẩm vậy? Công.
Thôi mở tiếp thôi. Ôi đứng đây quýnh tàu cá nữa chứ. Không ủng hộ rồi, các bạn không ủng hộ mình rồi. Chính mở rồi nè. Thiên Vương mở bên chính. Ừ. Thiên Vương hỏi chính. Thiên Vương ăn hết luôn rồi. Đè đập con Thiên Vương cho biến chỗ khác luôn. Ê nó quá. Ừ. Nó hết chiêu rồi. Nó cũng hết mở rồi đó. Ê, đó Thiên Vương. Rồi, ê, xong. Chết ông. Rồi nó tôi chết rồi, ông win rồi. Tôi win này. Bích cột bích luôn. Win rồi. Win luôn rồi. Hay quá cho nội Thiên Vương. Đúng, hay luôn. Đúng thời điểm luôn. Hai đó có Thiên Vương. Nó gồng lên rồi sao á. Đúng thời điểm luôn rồi. Đúng người, đúng thời điểm luôn. Xong. Hay quá David. Rồi cuối cùng cũng đã chiến thắng anh em. Dạng qua. Quá khủng. Phải nói là cực mạnh. Siêu mạnh luôn. Mạnh vãi nồi luôn anh em. Quá kinh dị. Dư quá trời đồ luôn. Nghe không? 11 mạng. Dĩ danh với anh Tiêu Giao. Anh Tiêu Giao chạy quá trời chạy luôn. Dạng qua công nhận rất là mạnh luôn anh em. Phải nói là cực mạnh. Và nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh EV của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái nút chuông kế bên để có thể nhận được những thông báo mới. Cảm ơn mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em. Once again, I fall for your life.